chị Tường thôi mà còn la Phương được kiểu đó, nó huống chi là bé Hằng. Em hỏi anh thêm một chút nữa, anh có ngại khi mà biết em đã từng trải qua hai mối tình chưa? Ừ thì chắc cũng bình thường thôi, có riêng anh là khác biệt. Chưa có. Cái mối tình dài nhất là gần 4 năm. Anh cảm thấy thế nào? Thì cũng là bình thường thôi. Bình thường. Thật ra thì vừa mới gặp anh, em kiểu cảm giác là chưa có cảm giác là thích anh, hay là anh cũng không phải là gu của em. Nghe vậy em thấy sao? Thì thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà thật sự là gu của em á, thì đương nhiên là đa số nhiều người sẽ đưa ra cái gu của mình thích như thế nào thôi. Nhưng mà bản thân em thì quan trọng về tình cảm hơn. Về mặt tình cảm, em cần một người biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, phụ giúp em trong khi em cần. Khi em cần thì có. Mà anh cũng biết hát mà thậm chí là sáng tác. Ta đang đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Chương trình chúng ta phát sóng một khung giờ rất là quen thuộc. Mọi người nhớ đón xem nhé. 22:45 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và Tường đang đứng ngay tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Và liệu ngày hôm nay công việc mai mối của Tường có thuận lợi hay không? Và trước tiên thì chúng ta phải đến với nhân vật chính của ngày hôm nay, xem là nam hay là nữ, và xem là người ấy muốn điều gì khi đến với chương trình quý vị nhé. Xin mời Phát Cát Tường. Hello. Đợi lâu chưa cưng? Muốn đi uống nước đi. Dạ. Em giới thiệu trước đi, em tên gì? Dạ em tên Minh Thu Hằng. Bốn tuổi mà đã cần người mai mối giùm rồi. Tình trường sao, mấy mối tình rồi? Dạ trước hết thì em có hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là gần bốn năm. Lý do là sao 4 năm mà chia tay? Thật ra là mối tình gần 4 năm là quen xa. Chị cũng rất là hiểu cái cảm xúc đó. Thấy như các bạn trẻ mà, thì đông ra trong cuộc sống mình nó có những cái buồn vui, mình cũng cần có một cái người bên cạnh để tâm sự, để lo lắng. Mặc dù bây giờ thời buổi công nghệ, mình có thể là liên hệ nhau điện thoại mọi nơi, có thể là web FaceTime, nhưng mà thật sự nó cũng không thể nào bằng cái người thật việc thật. Ví dụ mình đói bụng quá, anh có mua tới cho mình một tô hủ tiếu, một tô cháo, ốm đau bệnh hoạn mua một liều thuốc, đúng không? Thành ra nó cũng rất là mệt mỏi. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người bạn trai đối với em thì đơn giản lắm chị. Chỉ cần một người biết quan tâm, ấm áp, và có một chút tài lẻ nhỏ như là hát hay đàn, biết nấu ăn, và đặc biệt là biết làm gà làm vịt. Cái ngoại hình em thích nhiều như thế nào? Nếu mà nhìn vào đầu tiên á, là em thích kiểu con trai mà giống áo sơ mi trắng, đường tay. Kiểu gì là thích dân văn phòng, thích kiểu như nhìn vô trí thức một xíu. Để hiểu, để mình biết, mình mục tiêu mình nhắm vô, focus vô để mình tìm cho nó dễ. Bây giờ giao cho em một cái, đây là cái em gọi là công cụ ha, để chị em mình sẽ lia tìm coi. Hôm nay hy vọng em có biết luật của chương trình chưa? Em sẽ có 3 cơ hội, hai chị em mình cùng ra ngoài đó và tìm. Nhưng mà em phải nhớ chọn thật kỹ, và cái này nó cũng tùy duyên nữa, nó cũng do sự may mắn nữa. Nếu như mà chị đến tìm hiểu mà người ta đã có vợ rồi, hay có bạn gái rồi, hay người ta không muốn tham gia chương trình vì một lý do gì đó, coi như là em mất đi một cơ hội. Dạ. Nhá. Tiến ra ngoài cửa đi. Dạ. Bây giờ chúng ta thử lia một vòng xem coi cái hôm nay cái phong thủy như thế nào. Dạ. Đi cưng. Hay da. Khu nào mà có đông người. Coi coi hai cái anh bên đó coi, nhìn hai cái anh áo trắng ngồi trong cái góc đó coi. Dùm vô coi. Kiểu con trai mà giống áo sơ mi trắng, đường tay. Được không? Không có cảm tình đó chị. Qua hướng đó phải không? Dạ. 4-5 người đó là trai là nước ngoài hay Việt Nam? Nam thì phải chị. Con gái. Đẹp được
thường người ta đi bạn gái ngồi cạnh nhìn vẫn không thấy rõ nha. Hả? Nhìn vẫn không rõ chứ chị ngồi bên cạnh chắc là bạn gái rồi chị ha. Đường đi tìm tình yêu nào đâu có về, mình không có cái chỗ mà mình núp thì mình quay. Đang nhiều người nước ngoài rồi. Nước ngoài hả? Nước ngoài không? Nước ngoài không hả? Khổ không, có cô thì chỉ muốn người nước ngoài, có cô thì nước ngoài không là không chịu. À, đứng đây nè, nhìn vô tóc trắng trắng đó. Đó đó, anh đó đó. Quan trọng là không thấy đối tượng. Trên cao thủ thôi. Trời ơi bà gan quá. Ở đây phải dung lên rất cao. Rung tay dữ vậy cưng, buồn quá hả cưng. Tới không phải phải không? Không phải hết hồn tưởng đâu, đi với vợ với con chứ. Bây giờ hay là bây giờ em đặt, hay là em muốn tiến lên trên kia em nhìn ngược lại, hay là em quyết định luôn. Bên kia đường có anh nữa kìa. Bên kia đường luôn, coi coi. Kiểu con trai mà giống áo sơ mi trắng quần tây. Thôi em nhìn đằng sau đi. Đằng sau không? Đã có cảm giác. Đằng sau cứ thử cho mình tháo mặt nạ ra rồi kìa, tháo mặt nạ ra rồi kìa. Anh đó thì đúng. Anh đó thì đúng. Cắt chưa? Có quạng quá, mờ mắt là trọng đại nha, chắc là chị qua nha. Cơ hội đầu tiên nha. Cơ hội đầu tiên ha. Thử xem hai chị em tôi đã mấy tiếng đồng hồ lần quần rồi mà không làm được gì. Bây giờ hãy em đứng ở đây em theo dõi, em cứ dùng máy em theo dõi. À, nếu mà em biết chị Tường thì em phải biết là chị Tường là chuyên làm nghề may mối đúng không? Đúng không? Em có bao giờ xem những chương trình chị làm may mối chưa? Em có coi chương trình bán hẹn hò. Giờ chị giới thiệu với em là hiện tại chị cũng đang làm một cái chương trình. Mình đang quay một cái chương trình, cũng là một cái chương trình may mối. Nhưng mà đặc biệt hơn là hồi nãy giờ đó là có một cái cô bạn gái. Cô đã quan sát em từ xa. Cô để ý em. Và cũng nhờ chị là đến để mà liên hệ với em thử xem em có muốn là có một cái cơ hội để hai người gặp nhau hay không. Em có thời gian để mà đi với chị khoảng 15 phút để gặp cô gái này không? Cái ghế thấy không? Rồi vòng lên trước ghế ngồi. Ok, ngồi xuống, ngồi xuống. Đó, hình như hơi sát nhau rồi đó. Hai bạn đang ngồi sát nhau luôn rồi đó. Hello, chào bé Hằng. Dạ. Được sự ủy thác của em, chị đã qua và đã gặp chàng trai này. Anh này tên là anh Phương. Chị mới hỏi sơ lược thôi. Nãy giờ chưa hỏi nhiêu tuổi nữa. Phương nhiêu tuổi Phương? Dạ, sinh năm 91. Hằng sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 96 á chị. Đó, là cũng tuổi tác là cũng tương đối ổn định rồi. Công việc thì đang làm thợ bạc ở quận 5. Bây giờ còn lại là do hai bạn. Hôm nay chị em mình cũng vất vả như thế nào Hằng cũng hiểu rồi ha. Dạ. Thì thử xem coi cơ hội đó có mỉm cười với em hay không. Bây giờ cơ hội của hai đứa em, chị Tường sẽ ra ngoài cho hai bạn 15 phút để trò chuyện với nhau. Dạ, em cảm ơn chị. Giờ mình bắt tay nhau một cái đi nè, bắt tay giao hữu đi nè. Đó, rồi, tay thì vẫn nắm, hai tay còn lại tự cởi mặt nạ ra, rồi tự nói chuyện với nhau luôn. Từ 15 phút nữa quay lại nha. Cố lên nha Phương. Chào. Dạ, em chào anh. Dạ, Hằng về đâu? Dạ, em ở Bình Thuận á. Dạ. Anh về đâu ạ? Anh ở Cây Lệ Thiên Nhiên.
Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy em là như thế nào? Em thấy anh chưa nhìn thẳng vào em. Nhìn dễ thương nè. Rồi em cảm ơn. Anh có vẻ cũng ngại quá. Cũng giận gái cũng hơi ngại. Bây giờ chưa có nghiệm. 91 mà vẫn chưa có quen ai ha. Đúng rồi. Là mình không gặp được hay là... Thì cũng có nhiều người đến làm quen nhưng mà không hợp. Nhiều người đến làm quen với anh hả? Lúc anh ở dưới quê có một cái bé đó như 14 tuổi đó. Nó thương anh. Anh 91 mà còn bạn đó là 14 tuổi. Đúng rồi. Anh không thích hàng thì sao? Tại anh nhỏ quá sao thích được. Tôi tức quá rồi, tôi vô tôi tức quá. Anh nói cái gì vậy? Ai bắt anh tay? Trời ơi, đi thua bạn gái mà ngồi thẳng cái lưng lên. Dựa vô, dẻm chẽ bằng cái chân ra. Anh coi, thẳng lưng lên. Đó, nhìn thẳng người bạn gái. Rồi nói chuyện lại, cái gì mà khoanh tay khoanh chân. Mình hẹn hò, trời ơi. 10 phút nữa nhanh lên. Như giờ em đang làm gì? Dạ em đang là dược sĩ, lấy thuốc cho tay bác sĩ. À, làm ở đâu? Dạ ở quận 8 á anh. Ủa? Tối anh về quận 8 ngủ á. Làm quận 5 nhưng mà tối về quận 8 ngủ ở gần cầu Chính Hưng á. Còn em là quận 8 mà tối ở quận 6. À. Anh có biết hát hay... Anh có sáng tác nhiều bài hát lắm nhưng mà... Thầy, anh đang nghiền răng á. Lúc trước là răng nó không có được điều á, hát không được. Giờ anh hy vọng là niềm lại hát sẽ được. Anh sáng tác là bài hát luôn hả? Chứ rất là nhiều. Nhưng mà trên chắc cũng 100-200 bài. Anh có niềm đam mê hay sao? Tại vì ở có mình á, cô đơn. Giờ tâm trạng là sáng tác, nhau buồn không à? Anh có thích con gái phải đảm đang tháo vát việc nhà hay không? Không cần đâu. Nhưng mà cơm nước này kia nấu cũng được. Không cần vợ nó. Yeah. Coi rửa chén anh hay làm biếng nè. Nấu ăn nè. Em có gì hỏi chứ anh không. Nãy giờ em hỏi anh hơi nhiều luôn á. Tại em hỏi anh không. Mình bây giờ anh nghe đó. Đâu có biết nói gì đâu. Tại em nhìn anh không mà anh không có quay nhìn em hết trơn. Người hơi ngại. Anh cao hơn khoảng... Hồi lúc 22 tuổi là cao 1m74. Không hiểu sao giờ còn có 1m70. Sao vậy? Không biết đâu. Chắc tại già đi nó lùn xuống. Hồi đó giờ có từng thích ai chưa? Nhưng mà đi học lớp 5, lớp 6 có thích một người á. Từ lớp 5, lớp 6 luôn, lớn lên không thích à? Lớn lên rồi cũng nhát rồi, không có gặp người ta, cái người ta lấy chồng mất rồi. Sơn rồi thẳng lên một xíu nữa. Con trai mà mạnh mẽ lên một chút. Em thích con trai mạnh mẽ. Thì mạnh mẽ trong cuộc sống thôi, chứ mà đứng gần gái cái nó hết mạnh. Ủa anh về quận 6 hả? Dạ đúng rồi. Hay cho anh đưa anh về được không? Hả? Hay cho anh đưa anh về được không? Nãy giờ tôi nghe có một câu này được thôi đó. Thiệt sự nghe được có một câu này là được thôi á. Trời ơi, tôi nghe ông cô gái tôi mắc mệt quá thiệt luôn. To đúng không? Đúng rồi. Mặc váy thì sao ngồi xe được? Được chứ, được hết á. Nhưng mà sao tự nhiên thích chạy mô tô vậy? Nhỏ xíu con mà sao chạy chiếc mô tô bự quá vậy? Em thấy con gái thích mô tô nên em chạy mô tô. À, vậy là chung quy là tại vì mình thích gái. Gái mà bữa nay tôi đưa một cô gái đẹp như vậy ngồi trước mặt mà không dám nhìn, miếng tay miếng chân bấu chân bấu cẳng, không nói được câu nào là sao? Nhìn tướng ngồi đằng sau mô tô kiểu như là man á, đằng sau cứ thử cho mình tháo mặt nạ ra rồi kìa, tháo mặt nạ ra rồi kìa. Man cao to chững chạc, giới tính ổn định không? Chắc chắn không?
thích con gái phải không? Có khi nào em nhìn thấy ai đó tự nhiên mình thấy mình thích tao quá đó, mình xao xuyến mình muốn tới làm quen có chưa? Làm quen không biết nữa, mình thấy xinh thì em nhìn vậy thôi chứ em không biết sao. Nhìn thôi chứ chưa bao giờ tới làm quen. Chưa. Vậy sao hồi nãy chị Tường rủ em tham gia chương trình, mời em cái là em đồng ý liền mà em không có gì e ngại hết trơn. Thì em vô đi ra đây cũng để tìm người yêu mà. Ai vậy hả? Vậy hôm nay em may mắn quá trời rồi, chị đã tìm được cho em rồi mà bây giờ em không nắm bắt cơ hội. Có thể là mới gặp nhau mình chưa có hiểu nhau mà mình có thể làm bạn, có thể là cùng mình đi phượt như đó để hiểu nhau. Rồi nếu mà mình thấy hợp nhau thì có thể làm người yêu với nhau. Dạ. Chị cho hỏi em thêm một số thông tin nữa. Thu nhập của em là khoảng bao nhiêu một tháng? Cuộc sống của em có ổn định hay không? Dạ, khoảng từ 12 tới 15 triệu một tháng. Nhưng mà rồi em nghĩ là ví dụ như sau này mình có bạn gái em muốn khoảng bao nhiêu tuổi thì mình sẽ kết hôn? Nhưng mà có thể cưới trong năm nay không? Có thể cưới trong năm nay. Tiền đâu cưới, có để dành vốn liếng gì chưa? Rồi cưới bạn gái, cưới vợ xong rồi ở đâu? Hai chồng ở đâu? Có kế hoạch chứ đâu cưới cưới khơi khơi vậy. Mà thì nếu như mà muốn mua nhà thì có thể bán đất. Bán đất? Ba mẹ cho. À có đất ba mẹ cho. Đất ba mẹ cho ở đâu? Ở Cây Lậy. Đất ở Cây Lậy bự không? Dưới đất Cây Lậy giờ nó cũng có giá. Nó là tầm khoảng trên 40 triệu một công. Mà đó mấy, được mấy công? Dạ mình được gần 6 công. 400 triệu một công mà được 6 công. Mà 6 công đó là ba mẹ cho em hết hay là chia ra mấy anh chị em? Chia thì còn người anh nữa, chia làm đôi. Chia làm đôi. Ờ, rồi trên đây mình đi làm rồi mình cũng thể mua được ha. Đi làm đó giờ có đi dành tiền, có dành tiền mặt không? Ví dụ về đám cưới cũng phải có tiền đám cưới chứ. Thì có chứ. Để dành được nhiều rồi. Ba mẹ lo cũng được. Ba mẹ lo cũng được, chà, nhà cậu bộ cũng con cưng rồi ha. Ba mẹ chắc cũng có của rồi ha. Dạ luôn hả? Thiệt tình, nó nhỏ này được cái thiệt tình. Chân thành và rất là thiệt tình. Mà em nghĩ em có là người chung thủy không? Bây giờ mà từ bây giờ em chưa từng làm gì có lỗi với vợ tương lai của em. À, từ đó giờ em chưa từng làm gì có lỗi với vợ tương lai của em luôn. Coi như là quyết trong trắng trên nguyên để chờ đợi vợ thôi. Đúng không? Rồi, cuộc nói chuyện đến đây là hết. Giờ Hằng ra nói chuyện với chị một xíu. Đi. Ông tự tin lên giùm tôi cái, tôi thuyết phục mệt lắm luôn nhé. Tự tin lên giùm tôi chút xíu nha. Cái gì đây? Ôi nước nôi tùm lum tà la quá à. Thẳng lưng lên. Chị Tường thôi mà còn la Phương được kiểu đó, nó huống chi là bé Hằng. Chị hỏi anh thêm một chút nữa. Anh có ngại khi mà biết em đã từng trải qua hai mối tình chưa? Ừ thì chắc cũng bình thường thôi, có liên anh là khác biệt. Có. Chưa có. Cái mối tình dài nhất là gần 4 năm. Anh cảm thấy thế nào? Thì cũng là bình thường thôi. Bình thường. Thật ra thì vừa mới gặp anh, em kiểu cảm giác là chưa có cảm giác là thích anh, hay là anh cũng không phải là gu của em. Nghe vậy em thấy sao? Thì thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà thật sự là gu của em á thì đương nhiên là đa số nhiều người sẽ đưa ra cái gu của mình thích như thế nào thôi. Nhưng mà bản thân em thì quan trọng về tình cảm hơn. Về mặt tình cảm, em cần một người biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, phụ giúp em trong khi em cần. Khi em cần thì có. Mà anh cũng biết hát mà thậm chí là sáng tác nữa. Thì cậu nghe tới đây anh thấy sao? Chắc là em muốn nghe anh hát. Ờ, muốn có thể hát. Mà anh biết toàn nhạc buồn không rồi nha. Em muốn nghe thử coi anh sáng tác những đoạn nhạc như thế nào. Lưng lên, nó có hơi. Hát
được mấy lát mới có trở về, chứ không có trở về đâu à. Thì anh nói chứ là hai sao nè. Ngày xưa anh và em quen nhau, em lấy tên nick của anh là cây, còn em là lá. Vì em nói cây và lá không thể nào sống thiếu nhau. Vì sao bây giờ? Anh nói lớn hơn một xíu được. Nói nhìn mặt cổ đi, nói nhìn đi đâu thì tôi cũng... Chị ngồi ở đây mà chị còn không nghe cái gì mà cây tên nick gì, cây và lá gì là cái gì. Nói lại, giọng nó nhỏ. Nói lại, ngày xưa khi quen em. Ngày xưa khi quen nhau, em lấy tên nick của anh là cây. Đừng có cầm cái mic vậy, không có cần cầm cái mic như vậy. Anh lấy cái nick em là cây. Rồi nó lớn lên 2, 3. Ngày xưa khi quen nhau, em lấy nick Facebook của anh là cây, còn em là lá. Vì em nói cây và lá không thể nào sống thiếu nhau. Nhưng sao bây giờ? Hình như lá đã muốn xa cây để đi theo cơn gió buồn. Những ngày trôi qua, cây đang héo sầu khi mỗi ngày không có lá kề bên. Trời ơi, bà nhìn thấy lá mà mình vừa không? Đó, đó, đồng tiền cảm đó, mà thích quá. Anh 4 năm mà đâu có nhớ đâu. Nói chung là ngày xưa khi quen em thì anh lấy Facebook anh là cây, còn em là lá. Tại vì em nói cây và lá là không thể sống thiếu nhau, nhưng sao bây giờ vô buồn. Bây giờ em bỏ anh đi, phải không không? Đúng không? Là cô gái này đã quên lời ước hẹn, đúng không? Cây và lá mà giờ lá bỏ cây đi là cây chết trơ chết trụi, đúng không? Hèn chi ốm như cái khúc cây vậy đó. Chưa quen ai mà tán tát. Trời ơi, mai mốt em mà quen cái ảnh mà em mà bỏ ảnh chắc chị nghĩ chắc anh tự giận luôn quá. Tại anh coi phim Hàn Quốc nhiều lắm. Trời đất ơi, mà phim Hàn Quốc ta ngôn tình dữ lắm. Bây giờ nói một câu nào tình cảm, hồi nãy giờ cô nói vậy là cô chịu rồi đó, chịu làm quen rồi đó, có cơ hội đưa về rồi đó. Bây giờ em nè, coi phim Hàn Quốc nhiều, em nói một câu chốt hạ tỏ tình cho chị coi. Coi phim Hàn Quốc nhiều mà, hiểu không? Trời mà em biết rồi. Bây giờ làm được không? Còn không làm được thì ra kiếm người khác cho cổ. Làm được không? Rồi nói đi, nhanh đi, hết thời gian rồi nè. Có thể cho anh một cơ hội làm quen. Nếu mà có hợp nhau mình có thể tiến xa. Anh hứa sẽ quan tâm chăm sóc em, sẽ có mặt những khi em cần. Rồi làm gì vậy? Chị thấy khổ cho nó quá Hằng ơi. Không, mấy em cho đại nha Hằng ơi, chứ chịu mệt quá. Ngồi bẻ gãy tay gãy chân đó Hằng. Trước này lúc mà mới vô cái kiểu nắm tay á, em thấy ảnh rung lắm luôn á. Giờ mình bắt tay nhau một cái đi nè, bắt tay giao hủ đi đây nè. Đó, rồi. Anh có vẻ cũng hài hước hả? Có hài hước không? Anh cũng muốn nói chuyện vui lắm mà nói sao cho anh ta vui. Em khỏi nói, anh ta cũng vui rồi. Trời ơi, dễ thương quá trời Hằng ơi. Anh nói tiếp đi. Anh nói tiếp đi, nói tiếp vô cái câu chốt đi trời. Thì đó, đồng ý là mình cho anh cơ hội cho hai đứa mình tìm hiểu nhau nha. Em có cho anh cơ hội tối nay đưa em về đi. Có mấy cái nông bảo hiểm. Chết rồi, mượn con cái à. Chương trình cho mượn cái luôn, chương trình cho luôn. Cảm ơn chị. Hiện tại cảm xúc em như thế nào? Chân thành nha, có sao nói vậy, chị là thích thẳng thắn. Thực sự thì em có cảm giác là... Không phải gu em. Đúng rồi, một phần là không phải gu. Mà cũng không nhất thiết là phải gu nữa, nhưng mà nhìn kiểu như không có cảm tình cho lắm. Với lại cũng chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Với lại em cũng cần một người từng trải, trưởng thành hơn. Tại vì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Chị thì luôn đứng về phụ nữ. Khi mà chị nhìn á, thì đúng là chị cũng nghĩ nó không hợp gu với em. Nhưng mà sau đó chị cố gắng, chị nghiên cứu kỹ, mắt mũi miệng, chị thấy là ok. Bạn này chỉ cần mập mạp lên một chút xíu, tại vì bạn ấy ốm cho nên bạn ngồi hơi bị còng. Chứ nếu mà bạn ấy mập lên một chút xíu, chị thấy là ok. Chiều cao 1m7, mặt mày sáng sủa, tóc tai đó, em cho đổi kiểu rồi lên. Cái này là cái mình tốt được, mình tân trang được.
Quan trọng chị chia sẻ cho em, chị là một người từng trải trong tình yêu. Tìm một người đàn ông chân thành và thật lòng với mình rất khó, như là mò kim đáy biển. Nhiều khi cái người hợp gu với mình nhìn vô bắt mắt liền, sáng tài, chưa chắc là một cái người sẽ yêu thương mình và chăm sóc mình, chị nói nghiêm túc luôn. Cho nên chị biết là em chưa phải gu, nhưng mà chị muốn em phải bình tĩnh lại, hoặc cho thử mình một cơ hội xem sao. Nhưng tùy em thôi. Nếu em không đồng ý thì chị sẽ ra xin lỗi bạn Phương. Đây, bạn Phương đã gửi gắm thông điệp muốn tặng cho em cái con gấu xinh xinh này. Có nghĩa là bạn Phương đã đồng ý, rất là thích và muốn được tìm hiểu em. Bây giờ nhiệm vụ của em là ngồi đây suy nghĩ. Chị ra, em tĩnh tâm 30 giây suy nghĩ. Hiểu gì không? Không hiểu hết. Cho em cái đó là chịu rồi đó. Cảm ơn đi, trời ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Giờ nắm tay nè, hai đứa nắm tay nhau một cái là lần nữa coi nè. Nắm. Chị cho anh tìm hiểu mà mỗi tối em ráng trước nhà, không có nắm gì đâu. Cái gì vậy? Chủ động lên chứ, mỗi tối em phải nhắn trước, anh không biết nhắn gì đâu là sao? Giờ tối nay đưa cổ về, xin số điện thoại, biết địa chỉ nhà rồi. Mỗi ngày sáng trưa chiều tối nhắn tin hỏi han liên tục đó. Thậm chí lúc nào đi làm xong rảnh rỗi mua qua đồ, qua chở cô đi ăn, đi uống sinh tố, uống cà phê, tâm sự nói chuyện. Được không? Các bước đó làm được không? Các bước đó được phải không? Còn cái bước bản năng chừng nào cưới mới làm nha. Nhiêu đó làm được không? Nhìn thẳng mặt cổ, cảm ơn em cho anh cơ hội ngày hôm nay. Nói thẳng lên, bạn trai chứ không phải là xin xỏ. Nhìn thẳng vô, cảm ơn em để cho anh cơ hội. Cho anh cơ hội. Anh tìm hiểu. Ôi giờ hai bạn đứng lên, được rồi. Trời ơi, hai bạn ngồi dẻo tới sáng mai. Đứng lên. Hai bạn nắm tay nhau cái coi nè. Nắm sao? Được rồi. Đó giờ cái nắm rồi biết. Không phải. Nắm sao chị? Lòn vô, nắm nắm tay vô vậy nè. Đúng rồi. Nắm chặt lại. Cảm thấy sao? Thấy rất là thích đó. Thấy rất là thích à? Chị cũng thích nữa. Rồi, nói giống như thật sự hồi nãy giờ cười là cho vui thôi. Tại vì bạn ấy quá ngô nghê, quá dễ thương cho nên mình cười. Nhưng thật ra chị rất là trân trọng cái sự chân thật, cái sự chân thành của Phương. Nhưng mà Phương phải hiểu rằng ngày hôm nay là em rất là may mắn khi mà có một cô gái dễ thương như thế này mà đồng ý cho em nắm tay. Ở đây rất là nhiều người xem chương trình. Chương trình của mình là phát HTV7 nha. Rất nhiều người theo dõi chương trình này. Mà khi một người bạn gái đã chọn mình, em là thanh niên, đàn ông, sau này không có vấn đề gì, em không có sao hết. Nhưng phụ nữ người ta là mình đã chọn, mình phải cố gắng chăm sóc người ta hết lòng. Chứ có gì rất là tội người ta, mất cái duyên của người ta. Em hiểu không? Em hiểu điều chị nói không? Cho nên phải trân trọng cái cơ hội này, cố gắng thực hiện những cái gì mà mình hứa lúc nãy là mình cố gắng làm cho được nha. Rồi chị cũng chúc mừng hàng ngày hôm nay nha. Những cái gì chị chia sẻ lúc nãy ha, em cứ thôi, mình cứ nhẹ nhàng, mọi chuyện là còn ở phía trước. Chúc cho hai em sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau thật là đẹp, thật là thú vị, thật là lãng mạn. Rồi có tin vui gì thì cứ báo cho Tường cũng như báo cho chương trình biết nha. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay tao nói nước mắt có, nước mắt là lúc trời mưa trời gió đi tìm không được ai, và những cái cảm xúc nó thay đổi liên tục khi mà vui mừng khi tìm được đối tượng và vỡ òa những cái cảm xúc. Tường rất là vui, rất là hạnh phúc chia sẻ cho các bạn khi mà các bạn ấy đồng ý đã cho nhau một cái cơ hội. Vậy thì chúng ta sẽ chờ và theo dõi kết quả của cặp đôi này quý vị nhé. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình vào lúc 22:45 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Alo, vui quá đi và sảng khoái quá đi cả nhà ơi. Hạnh phúc nào hơn khi mà bây giờ người làm mai mối như tôi được đứng đây và nhìn cái cảnh đôi uyên ương lên xe mô tô chạy về. Mà biết có về hay không hay là còn dạo phố nữa. Hy vọng là những cái điều gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cặp đôi này nha các bạn. Nhìn cũng xứng đôi lắm đó. Chàng trai hơi nhỏ nhỏ nhưng mà cô gái ngồi lên đằng sau nữa, nó đầm chiếc xe mô tô vô cùng thưa quý vị. Đây, một hình ảnh rất đẹp.